24 giờ ha. Mọi người là đang ngon giấc, mình cũng đã tới trạm dừng chân. Đây xe cái dừng chân cho mình xuống nghỉ ngơi 30 phút. Mình thấy ăn uống vệ sinh. Để mua vé số còn mai cũng được. Là bây giờ mình đã tới chỗ Cha Diệp, điểm tham quan du lịch thứ nhất. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình xuống mộ Cha Diệp, đi khởi hành lúc 9 giờ, mình xuống tới cái này là 4 giờ 18 phút. Xe sẽ dừng lại tại quán Võng Máy Lạnh Kiều Trinh ha, cho mình đi rửa mặt, vệ sinh, uống cà phê. Đây là bãi đậu xe. Vì trời còn hơi sớm nên quang cảnh còn hơi tối ha. Đó, đây là điểm xe đậu để mình dừng chân uống cà phê. Uống gì rồi? Hả? Uống gì rồi? Đây là thánh lễ thánh đường Tắc Sậy. Đó, bên kia của thánh đường là những gian hàng buôn bán. Trước cửa. Dùng đất thiên. Giờ này 5 giờ nhà chùa đang làm lễ nên cũng rất là đông những con chiên, những người mộ đạo họ đang đi lễ. Cả nhà có nghe thấy không? Tiếng chuông nhà thờ vang vang.
cả nhà coi rõ ràng hơn những buổi làm lễ như vậy là ngày chủ nhật của đạo Thiên Chúa Giáo. Đây là toàn cảnh nhà thờ thánh đường Tắc Sậy ngày lúc 5 giờ sáng nha mọi người. Cả nhà mình có thể đi chuyến xe từ 9 giờ tối tới đây là 4 giờ 20 ha.
giờ này tới đây cũng rất là đông để đón lễ vào ngày chủ nhật. Mình di chuyển sang bên đây nhà thờ nơi an nghỉ của cha Francisco Trương Vũ Diệp, nơi rất là linh thiêng mà mọi người ai cũng muốn đến để một lần được viếng. Đây là nơi an nghỉ của cha Francisco Trương Vũ Diệp. Đang tiến thẳng về nơi an nghỉ của cha Francisco Trương Vũ Diệp. Đây mọi người có thể đốt một nén hương ha, cầu xin cho tất cả mọi người được bình an. Điện thoại của cô ăn hết điện thoại.
Hôm đó, để những vị trận tự trưng, gia đình kẻ trang tờ dụng, những nơi giao người, xin quý khách là vui không chê lớn, tư trên, tìm, điện thoại, nhà lĩnh đồ quý giá, quý khách ngày tìm mặt lời, trung tâm xin hát là cả hai quý khách là tư lạc. Trung tâm hành quân cha Francisco Trương Thị Việt xin trân trọng thông báo để giữ gìn trật tự quân,
và lại đánh kẻ gian lợi dụng những nơi đông người, xin quý khách hành hương không chen lấn, đơn trang tiền điện thoại và những đồ quý giá, quý khách hãy chịu cẩn thận. Trung tâm xin hết lòng cảm ơn quý khách hành hương. Trung tâm hành hương cha Francisco Trương Hữu Diệu xin trân trọng thông báo để những việc trật tự chung và để đánh kẻ gian lợi dụng những nơi đông người, xin quý khách hành hương không chen lấn, đơn trang tiền điện thoại và những đồ quý giá, quý khách hãy chịu cẩn thận. Chúng ta xin hết lòng cảm ơn quý khách hành hương. Đây là những cây cột tạ ơn của các tín đồ. Cả nhà có thấy không? Về đó. Tên của các tín đồ người ta đều khắc lên trên cái ngôi cột này. Tỏ lòng biết ơn giờ nhớ đến cha. Tiếng ngân nga của các tín đồ âm vang ở nơi nhà thờ vẫn còn đang làm lễ. Trời bắt đầu hừng sáng ha, bình minh ở nơi đây cũng rất là đẹp. Liên nào. Mọi người có thấy quang cảnh hừng sáng ở đây, cái màu trời rất là đẹp không? Hồng 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 rất là đẹp. Bây giờ là 5 giờ 35 phút. Mọi thứ, mọi vật đều thức giấc nên rất là đẹp nha mọi người. Mình sẽ quay lại một lần nữa cho cả nhà mình xem toàn cảnh của thánh đường Cách Sậy lúc 6 giờ sáng ha. Rất là đẹp.
nhà thờ vẫn còn đang làm lễ. Một nơi linh thiêng và đẹp như thế này, mọi người cũng hãy đến một lần để viếng cha Francisco Trương Bửu Diệp, dùng đất thánh ha. Rất là đẹp, rất là đẹp. Đây là cổng bên phải của thánh đường, cũng chính thì nằm ở đằng kia. Khách sạn Kiều Trinh, cả nhà mình có thể nghỉ ngơi, ăn uống, vệ sinh. Trước cổng thánh đường Tất Sậy thì buôn bán và lưu niệm, thức ăn, thức uống. Mọi người có thể mua về. Làm kỷ niệm chuyến đi của mình. Lễ viếng thánh đường Tất Sậy thì hôm nay cái chuyến đi của mình đến đây cũng tạm dừng. Mình kết thúc chuyến đi viếng cha Francisco Trương Bửu Diệp ở đây. Hẹn cả nhà mình video sau nha. Nhớ đăng ký like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một ngày nhiều sức khỏe, tốt lành.